Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ trở về nhà, bị Thánh Soi chỉ ra vẫn giữ thói quen như hồi còn yêu Phùng Thiệu Phong. Sau khi ở Thượng Hải, Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại Bắc Kinh nhưng không có con trai đi cùng. Trang Quy Quy đưa tin, sau một tuần bật vô âm tín vội vã bay từ Côn Minh về Thượng Hải để chăm sóc con, cuối cùng Triệu Lệ Dĩnh đã lộ diện và có những hình ảnh đầu tiên được ghi lại. Theo Quy Quy, bà Paparazzi đã bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay. Xuất hiện trên đường chuẩn bị trở về Bắc Kinh, người đẹp lặng lẽ đổi mũ, đeo khẩu trang kín mít, diện xách đồ ngắn để lộ đôi chân nuột nà, đi cùng cô còn có người trợ lý quen thuộc. Tuy nhiên các thành soi, sành sỏi của Cbiz đã tìm ra một chi tiết được so sánh với thời điểm Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong còn mặn nồng bên nhau. Đó chính là việc nữ diễn viên họ Triệu đeo trên cổ tay trái một sợi dây một màu đen. Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi xôn xao bàn tán. Ở thời điểm hiện tại, sau 8 tháng ly hôn có rất nhiều tin đồn cho hay Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn còn vương vấn tình cảm, song cả hai đều không đưa ra phản hồi nào. Tuy nhiên, việc Triệu Lệ Dĩnh vẫn đi lại lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để chăm con trai cho thấy cô luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm làm mẹ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.